Hello mọi người, hôm nay thì tiếp tục là một buổi đi hỗ trợ khách hàng, đi gọi là vừa nâng cấp và vừa setup cái bộ dàn âm thanh cho anh khách hàng dưới Long An ha. Và hiện tại thì bên Huy đang có mặt ở tại Long An rồi. Bây giờ sẽ đi vào trong này, nhà anh khách ở trong này. Xe tải bên Huy thì xuống từ hồi chiều, nhưng bây giờ thì Huy mới từ tại công ty và xuống dưới này để setup cho anh ấy. Xin mời mọi người đi vô trong này ha. Cái này trong này là chép gì anh? Cái loa bên trong này. Không biết luôn hả? Không biết luôn à? Là cứ chế thêm một cặp ở bên trên này thôi. Cặp này là hỏng hóc cắt rồi. Cặp bên trong đấy hả? Dạ. À là bây giờ là mình dùng cái trên này. À, đây, xin mời mọi người ra sau xem. Quá đẳng cấp luôn. Đó. Thế là cái chiếc chép ở trong thùng này thì bị đứt rồi. Giờ anh ấy câu cái dây ra ngoài để dùng cái chép này. Hai bên hai cái. Và cái này bán ốc luôn chứ, cứng. Cứng ha. À. Một mấy năm rồi. Dạ. Một cặp phun đôi 40. Bỏ để ủ. Dạ. Lâu dữ à. Ủa vô đâu nào? Cái này chắc chỉ dùng được một dây thôi chú Mười ạ. Một dây xúc thôi. Tại vì cái loa này không có cái đầu bít công. Dùng một bên thôi. Đầu tư nguyên bộ về là chỉ để cho mượn. Ở đâu có là cho mượn là còn phải phụ tiền xe nữa. Đi. Ăn nhậu. Lúc trước cũng ngày nào cũng có độ nhậu ngày nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đất nước tôi thuần thờ xuất đàn bầu. Qua đường đồi đông đu mẹ. Hai lần là đi. Cho uống miếng coi. Cho uống miếng. Thôi cho uống miếng đi. Dạo chưa? Buồn này, không có việc gì làm. Test là phải test 2 mít, vô test 1 mít. Về thế là chú lại bỏ 1 mít vô, thế là hú là chú ơi, xuống sao nó hú nữa. Mà không hú được rồi, nhưng mà thật cái gì ấy là mau như, không lo đó. Lúc chú đến đấy chú có tắt đi không? Không, không tắt đâu. Không, giờ con thử nhé. Lê, bốn, không hú cũng mua lắm. Mấy cái chú này làm nó uy tín chứ. Cái nào nó hú là kêu hú. Là nó có lừa đảo phát đi, uy tín làm gì. Đúng không? Xác nhận là không hú đúng không? Chính xác chứ đâu có ai mà lấy mít dí vô lo là không hú đâu. Chỉ có thấm xuống không hú thôi chứ. Nhưng mà già là nói chung tương đối đúng không? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 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 1
rồi sẽ một ngày, sẽ một ngày, hai một ba bốn năm sáu, hai ba bốn năm sáu một. Xin em đừng nhập tên tôi là gì. Ngờ như không đi ngay tìm quên đi. Xin lỗi, ngàn lời xin lỗi.
đi lời yêu. Anh đã trao cho em công tập đại rồi. Ok, em nhận đủ. Rồi, cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn anh và gia đình. Xin mời anh máy quay lại đây cho mọi người xem cái cấu hình dàn máy này. Test từ nãy giờ mà chưa biết cấu hình thế nào, không biết là dùng đồ gì mà chú mời chú cứ mang mic chú dí vô loa mà nó không hú, tài thật. Không biết là dùng đồ gì luôn đấy. Vẫn là ba thiết bị thần thánh. À, một bộ mic IT680F dòng này thì có chức năng chống hú luôn rồi. À, bản thân nó cũng rất là khó hú. Và đây là vang số X10. Con này cũng chống hú luôn, chống hú 5 cấp độ rất là hay. Và một cục đẩy 4 kênh 1600S, 2 kênh đánh súp và 2 kênh đánh full. Đó, và đây bộ loa mọi người thấy. Cặp loa cũ của anh khách và có độ thêm một cặp chép bên trên và cặp súp của bên Huy hôm nay là mới giao xuống. Phải chọn bộ, hôm nay đi nâng cấp. Xong đây là giờ đi xuống chỗ nào chúng mày? Long An. Cách đây 30 cây. Đi cũng đi hỗ trợ. Dạ, cũng đi hỗ trợ. Thì ta lại giảm xuống biết xuống. Đó, thấy chưa? Giảm từng nấc nấc xuống nó vừa thôi. Đấy. Và nếu như nó nhỏ thì mình tăng lên từng nấc một thôi. Chứ không phải dẫn ấp giờ là cái là xong là lo là lên đường luôn á. Còn cái này là để... Đó, Ben. Rồi, xin chào hai vợ chồng nhé. Rồi, cảm ơn anh và gia đình và mấy anh em. Mấy anh em hết. Dạ. Rai vui vẻ. Rồi, tối này làm xíu thôi rồi... làm xíu rồi ngồi gọi là nhâm nhi rồi tưởng nước dạ. Dạ. Rồi hello mọi người, và như vậy là bên Huy vừa mới gọi là như là nâng cấp và set up cái bộ dàn âm thanh cho anh khách hàng rất là dễ thương tại Long An ha. Đó thì mọi người có nhu cầu gọi như là nâng cấp âm thanh này hay là cần có nhu cầu về set up âm thanh thì có thể liên hệ cho bên công ty của Huy ha. Thì ví dụ như mọi người ở tỉnh thì ở khu vực nào đó thì có thể liên hệ cho bên Huy để đặt lịch. Thì khi bên Huy mà có chuyến hàng giao gần đó thì bên Huy sẽ gọi như là ghé qua hỗ trợ mình, gọi là set up hoàn toàn miễn phí ha. Rồi ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi và luôn ủng hộ cho video của Huy ha.